Đây là cái gói đồ ăn vặt trị giá gần 120.000 và mình phải đợi khoảng 10 ngày để order nó về. Bây giờ thì mình sẽ ăn xem là nó có xứng đáng với cả số tiền và thời gian bỏ ra để chờ đợi nó không. À nhưng mà thật ra mình cũng không chờ đâu. Mình kiểu đặt xong mình quên mất ấy. Tự nhiên đùng cái người ta ship về thôi. Bên trong nó đây mọi người ạ, một con tôm quắp vào một cái quả trứng cút. Cái này chính xác mình mua giá 116.800. Bên trong có 4 con, chia cho 4 thì là 29.200 đồng một con. Cái giá rất là bất ngờ luôn. Xin mời mọi người nhé. Cái gói này của Trung Quốc ấy, thì mình tưởng rằng nó sẽ có cái mùi giống mấy cái đồ ăn vặt phổ biến của Trung Quốc ấy. Nhưng mà không, nó là mùi tôm bình thường thôi. Mùi tôm khá là thơm. Khi ăn thì cái con tôm nó không được dai lắm, nó hơi bở. Còn trứng cút thì ăn như trứng cút bình thường thôi. Về vị của nó thì mình thấy nó có vị mặn, một chút vị ngọt giống như kiểu vị ngọt của tôm, và một chút vị cay của gia vị. Tóm lại là vị ăn ok. Tôm thì hơi bở, không được dai. Và 29.200 cho một cái con tôm kẹp quả trứng cút như này thì quả là một cái giá đầy bất ngờ. Cái này mình nghĩ là mua tôm về tự làm được ấy.